Xin chào tất cả các nhà đầu tư đang quan tâm đến HCT nói riêng và đầu tư tài chính nói chung. Trong clip hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với một chỉ báo mang lại sự khái quát tổng quan của thị trường và cũng khá là toàn diện. Đó là chỉ báo Ichimoku Cloud. Ichimoku Cloud hay còn gọi là Ichimoku Kinko Hyo. Đây là chỉ báo do Goichi Hosoda công bố vào năm 1968. Nói về lịch sử một chút thì người Nhật luôn có những cái phương pháp giao dịch rất là lợi hại mà cả thế giới phải công nhận và sử dụng đến bây giờ. Điển hình đó là bộ nến Nhật thì cho tới hiện tại có lẽ là công cụ biểu thị giá được sử dụng nhiều nhất trên thế giới thay vì các biểu đồ đường, biểu đồ nến của phương Tây. Vào đầu những năm 1930, trước khi có sự bùng nổ của Thế chiến thứ hai, một nhà báo có tên gọi là Goichi Hosoda, bút danh là Ichimoku Senji, có nghĩa là một người đàn ông đứng trên ngọn núi với cái nhìn tổng thể. Đây là cái ý nghĩa của bút danh của ông. Thì ông đã bắt đầu nghiên cứu và vận dụng bộ nến Nhật để nghiên cứu và đưa ra những cái phương pháp về giao dịch của mình mới là Ichimoku vào năm 1968. Goichi Hosoda là một nhà báo và lại là cha đẻ của một phương pháp giao dịch phân tích kỹ thuật về tài chính ngày nay. Nghe thì có vẻ là hơi vô lý nhưng mà thực sự rất nhiều người đã thành công trên thị trường đầu tư tài chính khi mà cái điểm xuất phát của họ không có liên quan tới tài chính và kinh doanh. Có lẽ thì các anh chị đã đọc hoặc cũng đã nghe qua về cuốn sách Tôi đã kiếm 2 triệu đô trên thị trường chứng khoán như thế nào. Tác giả cuốn sách này cũng là một vũ công, giống như là một diễn viên múa. Một vũ công mà lại trở thành một người có lực ảnh hưởng trên thị trường chứng khoán tại cái thời bấy giờ. Do đó thì cái thị trường đầu tư tài chính này là một cái thị trường với rất nhiều cơ hội, miễn là chúng ta quyết tâm học hỏi và rút ra những cái phương pháp giao dịch riêng cũng như là quản lý về nguồn vốn và tâm lý tốt thì chúng ta sẽ có cái sự thành công trên thị trường này. Quay trở lại với chỉ báo Ichimoku Cloud thì đây là một chỉ báo khá là toàn diện cho chúng ta cái nhìn tổng quan về thị trường, bao gồm xu hướng giá, độ mạnh yếu của xu hướng giá, các điểm hỗ trợ kháng cự, các điểm vào lệnh. Ichimoku thì bao gồm khá nhiều chức năng, do đó nếu mà chúng ta vận dụng tốt cái chỉ báo này thì sẽ không cần sử dụng thêm các cái chỉ báo khác. Và thực tế thì khi sử dụng Ichimoku thì cũng ít khi sử dụng các chỉ báo khác, bởi vì Ichimoku thì nó được tạo ra từ 5 thành phần. Đó là đường Tenkan-sen, Kijun-sen, Chikuspen và Senkuspen. Thì đường Senkuspen thì nó có đường Senkuspen A và đường Senkuspen B, thì hai cái đường này kết hợp với nhau tạo thành Meikumo. Như vậy thì Ichimoku có khá nhiều đường, cho nên là khi hiển thị trên đồ thị thì chúng ta sẽ rất là khó nhìn thấy nếu mà các cái chúng ta sử dụng thêm các cái chỉ báo khác. Ichimoku thì nó là công cụ của người Nhật phát triển, cho nên các thành phần của nó cũng là tiếng Nhật. Chúng ta có thể tạm hiểu các thành phần của Ichimoku như sau. Ichimoku thì có nghĩa là một cái nhìn tổng quát, Ichi là một và Moku nó là cái nhìn. Kinko nghĩa là cân bằng. Hyo là đồ thị. Như vậy thì Ichimoku Kinko Hyo có nghĩa là một cái nhìn tổng quát về thị trường một cách cân bằng. Tiếp theo chúng ta có sen là đường. Do đó thì Tenkan-sen sẽ là đường chính yếu, hay dịch ra có nghĩa là đường conversion. Kijun-sen thì nó là đường cơ bản, đây là đường baseline. Senkuspen đây là đường leading và Chikuspen là đường báo tín hiệu trễ, lagging. Kumo thì có nghĩa là mây, được tạo thành từ hai đường Senku A và B. Các tên gọi thì có thể là khá là khó nhớ, nào là Tenkan, Kijun, Chiku, nhưng mà quen tay hay việc thì chúng ta khi mà sử dụng cái công cụ này nhiều thì tự nhiên chúng ta sẽ hiểu và nhớ các đường này. Thực chất thì chúng ta chỉ cần nhớ hai đường, đó là đường Tenkan và đường Kijun, bởi vì hai đường Senku thì luôn đi với nhau để tạo thành mây. Đường Chiku thì đi theo sau giá, và ba đường này thì anh chị sẽ rất là dễ thấy, bởi vì cái đường Chiku thì nó đi rất là chậm, đi đằng sau giá tới 26 cây nến. Cho nên là ba đường này nó sẽ rất là dễ thấy. Vì vậy chúng ta sẽ chỉ cần nhớ hai cái đường, đó là đường Tenkan và đường Kijun là được rồi.
Đi vào từng thành phần của Ichimoku thì đường Tenkan mô phỏng sự chuyển động ngắn hạn của giá và được tính bằng công thức trung bình giá của giá cao nhất và giá thấp nhất, được tính trong 9 chu kỳ gần nhất. Các chỉ báo khác thì sẽ sử dụng những cái giá đóng cửa hoặc là giá mở cửa, như giống như là đường MA hay là Bollinger Band thì nó sẽ sử dụng cái giá đóng cửa hoặc là giá mở cửa tùy theo cái tùy chỉnh của chúng ta. Nhưng mà Ichimoku thì nó sử dụng cái giá cao nhất và cái giá thấp nhất của nến. Đường Kijun thì mô phỏng sự chuyển động trong trung hạn của giá, và công thức thì nó cũng tương tự như đường Tenkan nhưng mà được tính trong vòng 26 chu kỳ. Đường Chikou thì nó đơn giản, đó là giá đóng cửa hiện tại được đẩy về 26 chu kỳ sau trong quá khứ. Đường Senkou Span A thì được tính bằng cách lấy trung bình của đường Tenkan và đường Kijun rồi đẩy về phía trước 26 chu kỳ ở tương lai. Đường Senkou Span B thì được tính bằng cách lấy trung bình cộng giá cao nhất và giá thấp nhất của 52 chu kỳ rồi dời lên trước 26 chu kỳ ở tương lai, như là đường Senkou Span A. Như vậy thì bộ thông số của Ichimoku Như vậy thì bộ thông số của Ichimoku thì nó sẽ là 9, 26 và 52. Thì những cái con số này thì có nghĩa là 1 tuần rưỡi, 1 tháng và 2 tháng giao dịch, nếu mà chúng ta sử dụng cái chart đồ thị là chart ngày. Ichimoku thì nó xem được hầu hết trên tất cả các cái khung thời gian, bởi vì nó sẽ cho những cái nhìn tổng quát khi mà anh chị sử dụng cái khung thời gian đó. Nhưng mà tốt nhất thì chúng ta sẽ sử dụng Ichimoku với lại cái thời gian là chart chart D, tức là chart ngày. Trong clip về đường MA thì chúng ta cũng đã biết được rằng MA có thể sử dụng để làm ngưỡng hỗ trợ khi nến đang ở trên MA và ngưỡng kháng cự khi nến đang ở dưới MA. Ichimoku thì tạo ra được 4 ngưỡng hỗ trợ hoặc là kháng cự theo độ mạnh tăng dần, lần lượt sẽ là đường Tenkan, đây là cái đường mà gọi là cái ngưỡng hỗ trợ và kháng cự yếu nhất. Tiếp theo đó là đường Kijun, tiếp theo nữa là Meikumo. Thì lúc này hai đường Senkou sẽ đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ, tùy vào cạnh nào của mây đang ở gần đường giá hơn thì nó sẽ yếu hơn cái cạnh còn lại. Như các anh chị thấy ở đây, chúng ta có đường Chiku đi sau ở đây, đường Tenkan thì đang làm ngưỡng hỗ trợ ở đây, phía dưới thì chúng ta có đường Kijun và Meikumo. Khi mà giá phá ngưỡng do đường Tenkan tạo thành thì nó gặp ngưỡng thứ hai, đó là đường Kijun, và tiếp theo đó là các cạnh của mây. Để xem xu hướng thì chúng ta có thể dựa vào mây, thì cơ bản thì mây xanh thì nó cho xu hướng tăng và mây đỏ thì nó cho xu hướng giảm. Tuy vậy thì nhiều khi mây nó sẽ không có quá chính xác trong một số cái giai đoạn, thì do đó chúng ta cần phải xem thêm về nến, về đường giá để kết hợp với mây. Nếu như cái đường giá nó đang ở trên mây xanh thì xác suất cao thì đây sẽ là một cái xu hướng tăng. Tiếp theo nữa là chúng ta phải xem về cái đường Chikou. Nếu mà cái đường Chikou đang nằm trên mây xanh thì xu hướng tăng, và đường Chikou đang nằm dưới mây đỏ thì nó cho cái xu hướng giảm. Với cái xu hướng tăng rất mạnh thì giá phải nằm trên đường Tenkan, Kijun và mây. Ngược lại với xu hướng giảm rất mạnh thì giá phải nằm dưới đường Tenkan, Kijun và mây. Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu cơ bản xong những cái thành phần của Ichimoku và cái ý nghĩa của nó. Trong clip tiếp theo về Ichimoku thì HCT sẽ mang tới cho anh chị những cái phương thức giao dịch của Ichimoku. Chúng ta sẽ có những cái tín hiệu mua bán như thế nào, vào lệnh như thế nào, và áp dụng thực tế Ichimoku khi giao dịch hàng hóa như thế nào. Hiện tại thì HCT đang có chương trình khuyến mại tặng 1 triệu đồng cho khách hàng tin mới. Do đó nếu mà các anh chị đang có nhu cầu về giao dịch hàng hóa và tìm hiểu thêm về đầu tư giao dịch hàng hóa thì anh chị đừng quên click vào đường link trang chủ của HCT tại hct.vn hoặc là số hotline của HCT 039 858 9999 để được hỗ trợ và tư vấn. Chúc anh chị đầu tư thành công cùng HCT. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong clip lần sau.